Xin chào mọi người các bác nhá. Với tầm tài chính loanh quanh 600 triệu, có ngay một chiếc xe Kia Sorento máy dầu bản full, sản xuất năm 2016 anh chị em nhá. Cảm biến trước sau này, rửa đèn này, có đèn pha định vị này, option đầy đủ anh chị em nhá. Lên màn hình và cam 360 rồi, bi gầm. Vâng, lốp thì còn dày này. Đó. Ngoài ra anh chị em gương kính được chỉnh điện đây rồi nhá anh chị em nhá. Giá lóc thể thao. Tất cả mạ chrome viền. Cốp phía sau đây anh chị em ạ. Đó. Với tầm tài chính loanh quanh 600 triệu một chút là anh chị em sở hữu ngay được chiếc Kia Sorento. Nội thất xe màu kem ghế da. Đấy anh chị em có thể nhìn thấy nhá. Gập da rất là phẳng luôn, hàng ghế thứ hai và thứ ba. Đó. Tất cả phim cách nhiệt mọi thứ đầy đủ đấy anh chị em nhá. Ghế chỉnh điện. Cửa kính lên xuống auto, nhớ vị trí ghế, cân bằng điện tử, đấy, đèn nổ start top, ga tự động này. Điều hòa rất nhiều anh em nhá. Đấy anh em nào mà quan tâm đến dòng này thì IB cho em nhá. Vâng.